Thưa quý vị, trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong lĩnh vực y tế. Đó là cô Lisa Thái. Cô là On-Call Care Manager của công ty WinWell Life Care. Và ngày hôm nay, Lisa Thái sẽ gửi đến chúng ta một đề tài rất là quan trọng. Đó là điều cần biết khi người thân của chúng ta phải vào phòng cấp cứu. Trước hết, Vân Anh xin chào Lisa. Hi, chị Vân Anh. Thank you, chị Vân Anh. Chị khỏe không? Dạ, rất là khỏe. Vâng, thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn cầu và đặc biệt là đã ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, làm xáo trộn đời sống của chúng ta và đặc biệt là đe dọa cả trong lĩnh vực y tế. Trong thời gian vừa qua, phải không Lisa, mỗi khi mà người nhà của chúng ta mà phải vào emergency, phải vào nhà thương thì phải nói đó là một cái nỗi lo sợ. Tại vì khi mà người nhà vào nhà thương, chúng ta sẽ không còn được liên lạc nữa. Và nhiều khi không biết phải làm gì. Vì thế cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay Lisa sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những cái bước làm sao nếu mà người nhà của chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp thì chúng ta kêu 911, chúng ta phải làm gì. Tại vì bây giờ không còn giống như ngày xưa nữa. Thì Lisa có thể cho quý vị khán giả được biết chúng ta đang đối diện với một người thân của chúng ta đang lên cơn stroke hay là té hay là bất tỉnh mà chúng ta cần phải gọi 911 thì điều gì sẽ xảy ra? Mời đi. Dạ, thì bây giờ đó thì mình cũng biết là khi mà mình gọi 911 nó khác hồi trước á, thì mình gọi 911 á, họ tới đó họ vô nhà liền. Đúng cái rồi. Này đó bây giờ đó là họ sẽ đứng ở cửa coi ở trong nhà có ai bị bệnh nữa hay không, có ai cái bệnh nhân có đeo mask, với lại có thể nó cho một người thân nhân để đứng đó để một là thông dịch, hai là đưa information, mà cái người đó cũng vẫn phải wear mask như thường. Thì trong khi đó thì khi mà họ chuyển đi nhà thương đó, rất quan trọng là gia đình đó phải chuẩn bị trước, giống như là thuốc. Nếu mà có cái list thuốc thì càng tốt hơn, tại vì đưa cho mấy người đó là mấy người đó đem theo đi nhà thương. Không thôi phải có cái list của bác sĩ, toàn bộ là bác sĩ gia đình, bác sĩ specialist. Rồi sau khi đó là bệnh có cái giấy tờ gì mà có cái chứng bệnh của cái bệnh nhân á thì mình đưa luôn. Thì khi mình ghi xuống cái list of medication đó, ở dưới mình sẽ để allergic to, rồi không phải là thuốc không chị, đồ ăn nữa chị. Đồ ăn nữa rất là quan trọng, tại vì khi mà mình nhập viện thì nó cho mình ăn ở trong chổng, mà mình có bị phản ứng cái gì mình cũng phải ghi xuống cho nó biết. Tại vì khi mà mình vô nhà thương á, họ đâu có biết cái bệnh nhân này. Rồi nếu mà mình đưa information á là họ sẽ happy hơn, tại vì họ biết ok, bệnh nhân này bị cái này cũng đang hiện tại đang uống thuốc này, đang gặp bác sĩ này, thì họ có cái bigger picture. Trong khi đó thì em recommend là khi mà ambulance chở, đang hiện tại đang chở bệnh nhân đi qua đi nhà thương á, một gia đình nếu mà nói tiếng Anh được á thì gọi vô nhà thương cho họ biết là bây giờ người thân nhân của mình đang hiện tại đang trên đường đi nhà thương. Mình để cái số phone của mình lại cho y tá hay là bác sĩ gọi mình để lấy information thêm. Ngày xưa thì mình có thể lên ngồi trong xe ambulance xuống từ nhà mình luôn được ha Lisa ha. Nhưng mà bây giờ đúng thì... rồi, hồi xưa đó thì được, bây giờ là nó không cho nữa. Nếu mà mình muốn đi á, mình phải lái xe tự mình đi. Nó không có cho thân nhân, hồi xưa nó cho một người đi lên cái xe ambulance rồi mình đi theo bệnh nhân luôn. Bây giờ là không cho nữa. Và giống như Lisa nói là khi mình gọi vào trong nhà thương rồi, nhưng mà lỡ nhiều người bận quá mà cũng một tiếng hai tiếng rồi mà chúng ta vẫn chưa nghe tin tức gì hết, thật sự là sẽ rất là nóng ruột, thì mình phải cần làm gì Lisa? Đúng rồi chị, có trường hợp đó là sẽ có nhiều lắm, tại vì bác sĩ rất là bận rồi, y tá cũng rất là bận, nhất là trong cái mùa dịch này. Đúng thì rồi. Nếu mà mình không nghe đó, tuy nhiên mình phải cho ít nhất một tiếng rưỡi. Tại vì họ cái chuyến đi ít nhất là cũng nửa tiếng, rồi đi vô họ phải săn sóc cho bệnh nhân ở đồ gì thì mình cũng cho khoảng một tiếng rưỡi. Rồi nếu mà không ai gọi mình thì mình gọi vô lại, mình hỏi cho cái lúc đó mà mình gọi ra, mình sẽ hỏi cho y tá mà đang săn sóc người bệnh nhân, người thân nhân của mình, để mình nói
chuyện trực tiếp với cái y tá đó, rồi sau khi đó mình sẽ hỏi cho bác sĩ gọi lại cho mình biết là bệnh nhân này có bị cái gì hay là muốn làm cái gì cho mình biết hết. À, trong 3 tháng qua đó Lisa, bên anh được biết là toàn bộ các nhà thương không cho thân nhân vào. Khi mà người thân của mình mà xe ambulance chở đi rồi là coi như là chúng ta không có được gặp, không có được tới thăm, chỉ có thể được thấy, được nghe qua Zoom hoặc qua màn ảnh thôi. Hiện nay thì tình trạng nó như thế nào Lisa? Vẫn như vậy hay là khác như thế nào? Nó cũng vẫn như vậy mà khác một tí á, là một hai nhà thương theo em biết á, là kinh nghiệm của em á, là có một hai nhà thương nó cho bệnh gia đình vô, mà theo trường hợp giống như là bệnh nhân bị lẫn đi hay nếu mà lẫn quá đó thì nếu mà nó cần gia đình vô á, thì nó cho vô. Mà khi á, hồi đó đó mình bước vô á, mình được tự do giống như là mình ngồi đó rồi mình được đi ra để hứng mát hay là đi mua nước uống hay mua đồ ăn. Hiện tại bây giờ nó không cho nữa. Khi mà mình được vô rồi đó là mình ngồi ở đó luôn, nó không có cho vô ra nữa. Lisa nói là thí dụ như bây giờ mình vào để mà mình trong thí dụ như mẹ Vân Anh trong nhà thương đi, Vân Anh vô trong đó thì ngồi trong phòng đó luôn chứ không được đi ra đi vô nữa hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tình đúng trạng rồi hồi xưa thì rất mình khó khăn ha. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì nó sợ là mình đem bacteria ở ngoài đem vô cho mình vô ra ngoài là cũng không có tốt thì à, vâng thưa quý vị, khi mà chúng ta vào nhà thương á, thì đương nhiên là chúng ta có bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế để chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Tuy nhiên cái người rất là quan trọng là cái người case manager hoặc là cái người care manager giống như là cô Lisa đây, là những người mà chúng ta rất là cần, tại vì họ là những người sẽ giúp đỡ cho chúng ta về giấy tờ, về tất cả những cái thông tin. Cho nên Lisa, ngoài ra đó chúng ta sẽ có một, khi vào nhà thương thì chúng ta sẽ có người case manager, cho nên chúng ta cũng có thể hỏi thăm cái người đó được phải không? Đúng rồi, nó kêu bằng, khi mà mình ở trong ER đó thì nó kêu bằng là discharge planner, thì nếu mà y tá rất là bận rồi bác sĩ cũng rất là bận là không có gọi mình lại đó thì mình hỏi hiện tại bây giờ discharge planner là ai, mình xin cái số phone người đó, có thể là mình để máy được mà tốt nhất là mình gọi trực tiếp với người đó rồi mình hỏi cái tình trạng của gia đình mình đang sao. Cái discharge planner đó là khi mà mình đi về đó họ sẽ lo giấy tờ hết, họ sẽ giống như mình cần cái gì ở nhà họ sẽ set up cho hết cho mình, tiếp cho mình. Khi mà bệnh nhân đã nằm trong nhà thương rồi thì trong suốt thời gian đó nếu trong trường hợp mà nhà thương hoàn toàn không cho vào người nhà vào thì mình sẽ communicate, tức là mình liên lạc để mình theo dõi người thân mình như thế nào Lisa? Nó có many options, chị gọi mỗi ngày, chị gọi vô y tá mà săn sóc cho bệnh nhân cũng được. Hai á, nếu mà mình có cái durable power of attorney đó thì mình được quyền gọi vô để lấy information. Rồi á, thì mình hỏi cho bác sĩ liên lạc mình mỗi ngày. Nếu mà họ không liên lạc á, mình phải gọi vô, mình phải gọi vô thường xuyên để hỏi về bây giờ tình trạng ra làm sao. Ba nữa đó thì mình gọi, mình keep in touch với lại discharge planner. Cái người đó sẽ biết là hiện tại bây giờ bác sĩ mới vô hồi sáng, rồi bác sĩ order cái này, order cái kia. Thì có ba trường hợp mà mình gọi ai cũng được hết. Như vậy đối với những trường hợp mà bệnh nhân đi vào trong emergency rồi nhưng mà không có cần phải admit thì mình làm sao đi xem? Thì nếu mà mình đi lại emergency mà không cần admit á, thí dụ đó nó mà cho thuốc mới á, thuốc mẹ có thể là nó prescribe thuốc khác cho mình có được quyền tùy theo nhà thương. Nếu mà họ có đó, mình hỏi cho nó refill cái thuốc rồi xong mà đem lại tại giường mình trước khi đi về, cho cái đó là mình khỏi đi lại cái pharmacy đi lấy. Có khi chị biết là bác sĩ nói là gửi cái to đi pharmacy rồi, khi mà mình tới pharmacy nó không có. Thì nếu mà mình được thì nhà thương có cái chương trình đó thì mình hỏi là cho prescription fill tại ở cái nhà thương đó rồi xong mà đem lại trước khi mình đi về. Ai cũng biết nhà thương rất là bận rộn, mà khi mà bệnh nhân vô trọng thì có y tá, có bác sĩ săn sóc cho mình, cho thân nhân của mình hết. Thì tốt nhất thì nếu mà
ai có bệnh hay là gì nó mà cho vô á thì đừng có vô, tại vì nếu mà mình bệnh mình không có feel well thì tốt nhất đừng có vô. Nếu mà mình ok đó, nếu mà không có cái chứng bệnh gì hết trơn á, không có ho ói mửa hay là fever gì đó mà bác sĩ cho thân nhân vô thăm á thì được quyền vô, mà bây giờ thì người ta không có, đa số là nó không có cho vô, thì mình ở nhà thì mình chỉ gọi vô lấy update, mà đừng có lo quá tại vì ở trong nhà thương họ cũng chăm sóc cho thân nhân mình. Thì tuy nhiên á, thì khi mà bệnh nhân nằm ở thân nhân của mình nằm ở trong nhà thương mình cũng lo chứ, lo rất là lo, bởi vì đó thì tốt nhất là gia đình phải gọi vô mỗi ngày. Với lại liên nếu mà thân nhân nói chuyện được á thì mình gọi vô thân nhân của mình mỗi ngày cho họ biết là ok bác sĩ nói gì, cái này cái kia, tại vì khi mà mình nằm ở trong chổng á, bệnh nhân thân nhân mình nằm á, mình đâu có biết cái gì đâu, có khi là không tỉnh hay là cũng tỉnh mà mệt quá không có nghe được bác sĩ vô nói đó, mình nghe tiếng một tiếng được, một tiếng không được. Mà nếu mà thân nhân á có thì giờ mà có thì giờ mà gọi vô mỗi ngày đó để lấy update á, rất là tốt. Lisa ơi, như vậy trong thời gian bây giờ thì Lisa có lời chia sẻ gì đến với quý vị khán giả của VNTV, đặc biệt là các bác, tại vì trong thời gian này các bác cũng không có được đi đến office để mà gặp bác sĩ để mà khám thường xuyên, thì Lisa có thì chia muốn sẻ. Chúc mấy bác các bác giữ gìn sức khỏe ở nhà, nhớ là uống nước rất là nhiều, gán đừng đi đâu hết, tại vì bây giờ thì mình đâu có biết là ai bệnh ai không bệnh. Khi mình đi ra ngoài đường á, nhất là mình lớn tuổi rồi đó, thì các bác cũng bị bệnh này bệnh kia thì nó dễ lây bệnh hơn. Mà nếu mà các bác muốn đi cần đi ra đó thì nhớ phải đeo cái mask, nhớ kỹ cái đó rất là quan trọng, cái đó rồi rửa tay rất là quan trọng. Khi mà mình trước khi ăn mà mình khi mà mình đi về cũng phải rửa tay, mà có thể là phải thay đồ luôn nữa, thay đồ khác để cho, tại vì mình đã ra ngoài đường rồi, khi mà mình vô nhà đó mình không có muốn đem cái dây trùng đó vô nhà lại, thì các bác là tốt nhất là ở nhà đi. Cảm ơn Lisa rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, giống như cô Lisa đã chia sẻ với chúng ta cẩn thận, tuy nhiên cũng cố gắng không có lo sợ quá, và chúng ta cùng nhau để vượt qua cái cơn đại dịch toàn cầu này ha Lisa ha. Lời cuối cùng cho Lisa gửi đến quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn các bác, cảm ơn mọi người, nhất là chị Vân Anh trong cái thời gian này để nói về cái vụ này. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, bye bye.